đậu xanh. À, đậu xanh này bà con ta biết hết rồi phải không bà con? Đậu xanh không có ai mà không biết. Nhưng mà đậu xanh nó còn có một tên nữa bà con ơi. Nó có tên là lậu đậu. Đậu xanh nó còn gọi là lục đậu. Cho nên nó tốt vô cùng. Ta sử dụng đậu xanh nó tốt cho bất cứ ai, nó cũng tốt. Nó tốt cho sức khỏe của mọi người, tốt cho sức khỏe mọi bệnh. Mà riêng có những người này bệnh thế này, người này bệnh thế này, vui lòng đừng ăn đậu xanh. Bởi vì ăn vào thì bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi nha bà con. Cho nên bà con vui lòng đừng ăn, đừng sử dụng đậu xanh bà con ơi. Ta không ăn là người dưới 6 tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi không ăn. Tiêu hóa kém, chân tay lạnh, đi ngoài phân lỏng là không ăn. Tay chân bị lạnh là không ăn nha bà con. Cho nên chúng ta không được ăn bà con ạ. Đi ngồi phân lỏng là không ăn, tiêu chảy không ăn, tiêu hóa kém không ăn, uống thuốc đông y không ăn. Người già, trẻ em, dị ứng là không nên ăn bà con ơi. 7 tuổi trở lên là được sử dụng nha bà con. Những người không tốt và những bệnh không tốt để không ăn được đậu xanh là lục đậu này. Lục đậu xanh hay lục đậu này là dưới 6 tuổi không ăn. Người tiêu hóa kém là không sử dụng lục đậu hay đậu xanh này nha bà con. Chân tay lạnh, đi ngồi phân lỏng, không ăn. Tay chân bị lạnh, tiêu chảy, tiêu hóa kém, đang uống thuốc đông y. Người già và trẻ em dị ứng ra bà con là không nên ăn bà con ơi. 7 tuổi trở lên thì ăn được nha bà con. Đó, còn ngoài ra lục đậu, đậu xanh này thì nó tốt. Lục đậu hay đậu xanh này nó tốt vô cùng cho sức khỏe. Nó tốt cho những người ăn được, sử dụng tốt được là nó tốt cho thanh nhiệt. Nó tốt để giảm nóng mùa hè. Nó tốt cho sưng cái mà sưng phù. Nó tốt cho say nắng. Nó tốt cho sốt rét, tốt cho sốt nước, tốt cho việc hạ mỡ máu, tốt cho việc hạ huyết áp. Đậu xanh lục đậu nó còn tốt nữa là nó chữa mụn, ung nhọt, nó chữa được tim mạch, ổn định tốt cho tim mạch, tốt cho đột quỵ, tai biến, người lớn. Nghe bà con, tốt không bà con? Tốt vô cùng bà con ha. Bà con ơi, đậu xanh nó còn có tên là lục đậu là nó tốt vô cùng bà con ạ. Nó tốt cho việc thanh nhiệt, giảm nóng mùa hè, sưng phù, say ra ngoài nắng, sốt, mất nước, hạ mỡ máu, hạ huyết áp, chữa mụn ung nhọt. Tốt ghê bà con ha, chữa mụn nhọt, ung nhọt. Tim mạch rồi, tốt chưa? Tốt. Dạ, còn tốt cho đột quỵ, ổn định được đột quỵ, ngăn ngừa được đột quỵ. Tai biến, tai biến, người lớn, như vậy là rất tốt. Mà ta sử dụng thì người lớn 3 lần, một lần không quá, một ăn 3 lần một tuần. Đó, ăn 3 lần một tuần nha bà con. Nhớ ăn vừa thôi, không ăn nhiều lắm. Những người như vậy thì nó ăn tốt. Wow. Bà con ơi, bà con, kênh chúng tôi nói về đời sống và sức khỏe cho bà con thấy, chia sẻ cho mọi người cùng biết và đăng ký để ủng hộ chúng tôi. Mọi người cùng biết, cùng nhau mạnh khỏe, chia sẻ đi bà con ơi. Đăng ký để ủng hộ chúng tôi đi bà con ơi. Kênh chúng tôi mỗi ngày ra 4 video nói về đời sống và sức khỏe. Bệnh gì, ăn gì, bệnh gì không nên ăn, bệnh gì không nên uống gì, không nên ăn gì, đều có một ngày 4 video. Mong bà con ủng hộ, đăng ký và chia sẻ để mọi người cùng biết. Chúc bà con vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào, xin chào. Woo.